Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tung cú tát trời giáng vào du học sinh, ông Nguyễn Kim Sơn tính làm gì? Không biết vì lý do gì mà sáng ngày 10 tháng 11 trên trang web của tổ chức IDP, một trong hai đơn vị tổ chức thi IELTS ở Việt Nam thông báo tạm hoãn thi IELTS cho đến khi có thông tin mới. Đây là tình huống bất khả kháng với tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ. Thông báo đã viết như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam. Thông tin tương tự cũng được gửi đến các thí sinh đăng ký thi ở Hội đồng Anh này. Từ chiều qua, theo Hội đồng Anh, quyết định này nằm ngoài tầm kiểm soát. Các trung tâm tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Trung, Nhật, tiếng Hàn tại Việt Nam cũng bị hoãn. Việc tạm dừng các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhằm hoàn thiện các thủ tục theo thông tư 11 của năm 2022 của Giáo dục và Đào tạo hôm 26 tháng 7 về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo thông tin này, các tổ chức cá nhân chỉ được tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của các nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bao lâu nay, việc các tổ chức có uy tín tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ hoạt động bình thường. Nhờ có những hoạt động này mà lực lượng xuất khẩu lao động và các du học sinh mới có thể đi du học ở nước ngoài. Việc làm không rõ nguyên nhân này dẫn hậu quả các học sinh có ý định du học, học sinh lớp 12 dùng chứng chỉ này để xét tuyển đại học. Kế đến là sinh viên cần chứng chỉ để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp và người đi làm. Nhiều học sinh lớp 12 muốn thi chứng chỉ này trước Tết, sau đó tập trung ôn luyện cho thi tốt nghiệp, thì đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học. Do đó, việc hoãn thi ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch ôn tập cũng như tâm lý của người theo học. Vài năm gần đây, nhiều đại học ở Việt Nam đã có phương án tuyển sinh bằng điểm của chứng chỉ này và một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác kết hợp với cái học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các chứng chỉ này cũng được sử dụng rộng rãi để công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên. IELTS và nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác còn được dùng để cộng điểm ưu tiên hoặc tuyển thẳng vào lớp 10 ở Nghệ An hoặc Quảng Trị. Đây là hình ảnh Bộ Giáo dục đang gây khó khăn cho học sinh. Hệ thống giáo dục của Việt Nam đang vận hành như một cuồng máy. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là người ra chính sách. Chính sách phải cải tiến bộ máy ngành giáo dục tốt hơn, chứ không phải làm cho nó ngừng trệ đi. Việc Bộ Giáo dục ra quyết định mới làm cho bộ máy giáo dục đang chạy ngon trơn thì đương nhiên đột ngột dừng lại là cách làm chính sách rất kém của nhà cầm quyền. Hiện nay, vấn đề giáo dục và y tế của Việt Nam đang được xã hội lên án nhiều nhất, tiêu cực chồng tiêu cực. Nó tiêu cực từ đời bộ trưởng này kéo sang đời bộ trưởng khác mà không thể giải quyết được gì. Với Bộ Giáo dục Việt Nam, từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân đến ông Phạm Vũ Luận, rồi ông Phùng Xuân Nhạ và giờ là ông Nguyễn Kim Sơn thì cũng không khá gì hơn. Đây là hình ảnh Bộ Giáo dục yếu kém xuyên suốt nhiều đời bộ trưởng đã qua. Nạn thầy đánh trò, trò đánh thầy, điều giáo viên đi tiếp khách, bêu tên học sinh ra trước trường, rồi nhà trường làm chức năng đòi nợ thuê vân vân. Nói chung là không thể nào kể hết được những tiêu cực của ngành giáo dục ở đây. Sự nghiệp trăm năm trồng người mà ông Hồ Chí Minh đã đề cao trước đây cho đến nay xem như phá sản. Trước đó, với những sai phạm nghiêm trọng trong ngành giáo dục thì lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng đã cho cách chức ông Nhạ sớm nhưng lại không làm. Để ông Nhạ nắm Bộ Giáo dục hết nhiệm kỳ gây ra biết bao nhiêu sự tàn phá thì giờ đây mới kỷ luật. Với ông Nguyễn Kim Sơn cũng vậy. Với cách điều hành của ông đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục hiện nay cho thấy con tàu Bộ Giáo dục đang nhắm thẳng vào hố đổ nát mà tiến đến. Nếu không chấn chỉnh thì mọi thiệt hại đều là học sinh gánh chịu, chứ không phải ai khác. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vọc thuốc nổ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái vào tù. Yên Bái quan chức thích dùng hàng nóng phải không? Vào ngày 18 tháng 8, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường bị giết tại cơ quan. Tuy nhiên, không chỉ mình ông Phạm Duy Cường bị giết, mà ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, cũng bị giết cùng ngày. Người được cho là hung thủ là ông Đỗ Cường Minh, là một quan chức của ngành kiểm lâm tỉnh. Ông này sau đó đã được kết luận là tự sát và vụ án
kết thúc điều tra. Đây là hình ảnh vào năm 2016, quan chức Yên Bái xử nhau bằng hàng nóng. Cả bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân đều bị giết trong cùng một ngày. Vụ án đã làm chấn động cả nước. Vụ án này mang màu sắc chính trị hay được báo chí kết luận là trả thù cá nhân và khép lại, và bà Phạm Thị Thanh Trà sau đó nắm bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này. Bà Trà hiện nay là Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Quan chức hạ sát quan chức là điều chưa từng xảy ra tại Việt Nam, đặc biệt khi nó xảy ra cùng một lúc với các quan chức cấp cao nhất. Qua vụ án này, nhiều người nhận xét rằng quan chức tỉnh Yên Bái thích dùng hàng nóng. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng, sinh năm 1980, sống tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Thời điểm bị khởi tố, ông Hùng đương chức là Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái. Đây là lần thứ hai vụ án bị trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó, ông Đinh Tiến Hùng bị cáo buộc là liên quan đến hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đây là hình ảnh vào năm 2022, quan chức tỉnh dính đến buôn bán, vận chuyển thuốc nổ. Yên Bái là vùng đất rất dữ. Vấn đề cấu kết với doanh nghiệp khai thác tài nguyên chỉ là bề nổi bên trên. Vấn đề đằng sau nó là vận chuyển và tàng trữ thuốc nổ với danh nghĩa là khai thác mỏ quặng. Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn bị bắt là do Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 9 người vì vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Rồi sau đó mỗi lần ra đầu mối là Phó Bí thư tỉnh đoàn có liên quan. Theo các luật sư bảo chữa cho ông Đinh Tiến Hùng, kể từ khi vụ án được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, họ đã nhiều lần gửi công văn lẫn sử dụng điện thoại đề nghị quyền được tiếp cận sao chép tài liệu vụ án nhưng đều không được đáp ứng. Vì thế mà một số luật sư đánh giá vụ án được các luật sư nói rằng có nhiều yếu tố mập mờ và liên quan đến yếu tố chính trị. Quan chức mà dính đến đường dây vận chuyển chất nổ làm cho người ta đặt câu hỏi nghi vấn lớn rằng liệu động cơ đằng sau đó là cái gì. Được biết Yên Bái là vùng đất mà ở đó có những cái chết rất bất thường liên quan đến chính trị và dùng vũ khí. Đây là hình ảnh vụ án hết sức phức tạp vì người ta cho rằng có liên quan đến yếu tố chính trị. Cũng trong năm 2016, năm mà xảy ra vụ giết chết bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, thì Thiếu tướng Lê Xuân Duy, tư lệnh quân khu 2, cũng bị chết đột ngột, không lý do. Ông Lê Xuân Duy chết trước ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn 11 ngày. Người thay ông Lê Xuân Duy là tướng Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn. Ông Phùng Sĩ Tấn nắm tư lệnh quân khu 2 đến tháng 9 năm 2019. Sau đó, ông Phùng Sĩ Tấn về Hà Nội làm phó tổng tham mưu trưởng. Ông Tấn được cho là người thuộc phe của ông Phạm Minh Chính trong Bộ Quốc phòng và bà Phạm Thị Thanh Trà cũng như vậy. Một quan chức cấp tỉnh mà dính đến đường dây buôn bán và vận chuyển chất nổ là vấn đề không đơn giản. Đó là chỉ có giúp doanh nghiệp làm kinh tế. Chất nổ chính là thứ mà nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam sợ nhất, bởi chính họ xây dựng chính quyền dựa trên súng đạn thì họ cũng rất sợ những thứ này. Rất có thể chuyện vận chuyển thuốc nổ không liên quan gì đến thế lực thù địch bên ngoài mà là thế lực bên trong. Bởi tại Yên Bái đã xảy ra chuyện nổ súng mang màu sắc chính trị rung động.